Dạ vâng, mến chào anh chị em. Lại một mùa Giáng sinh, Giáng sinh an lành đã đến rồi. Đấy, đường xá hiện tại Bình Dương với An đang khá là vắng vẻ nè. Đấy, quý anh chị đang trúng là ngày cuối tuần, ngày rất là tốt luôn. Cưới hỏi, sinh nhật gì nói chung là đường xá có vẻ đó vắng đó cả nhà. Đấy, thì em xin chúc quý anh chị có một mùa Giáng sinh an lành bên người thân và gia đình. Thì em Trường cũng xin cập nhật lại một số mẫu xe cho quý anh chị tham khảo giá cả thị trường. Đấy, bên em Trường có hỗ trợ trả góp cho nhân cả nhà, có hỗ trợ trả góp thông qua ngân hàng 60% giá trị của xe. Có ví dụ như một con xe 2019 này đây giá gần 500 thì quý anh chị chỉ cần cầm trong tay tầm 250 là mua được xe rồi. Đấy, những con 2017 thì cầm 220 là mua được xe rồi nha. Rồi, mở đầu clip ngày hôm nay em Trường xin báo giá lại là mẫu 2019 biển 84-05-868. Chiếc này bên em Trường đang chào bán với giá là 510 bớt 10 triệu còn 500. Nói nhanh gọn luôn, 510 bớt 10 còn 500. Đấy, bà rút cái hồ sơ hỗ trợ sửa chữa cho quý anh chị bảo dưỡng xe 2018 nè. 2018 thì bên Trường đang bán 475 475 bớt 5 còn 470. Bà rút cái hồ sơ gốc cho quý anh chị. Mà lần đầu tiên quý anh chị mua xe mà còn lăn tăn quan trong vấn đề mà sang tên đổi biển thì bên em Trường sẽ hỗ trợ sang có dịch vụ sang tên cho nhà mình luôn. Và quý anh chị muốn xem thông tin chi tiết thì cứ vào kênh của em đấy và xem có chi tiết trong đó nha. Đây là clip báo giá tổng hợp vì thời lượng nó không cho phép quay dài quý anh chị. Rồi, 2017 màu đồng ánh kim, một em gái đến từ xứ sở hoa vàng trên cỏ non, biển 78-03867, màu đồng ánh kim. Bên em Trường đang chào bán cho nhà mình với cái giá cực kỳ mềm, chỉ với 455 bớt 5 còn 450. Đấy, màu đồng, đối với màu đồng ánh kim thôi, màu bạc chỉ có 430 thôi. Đang nằm đằng sau kia tí em Trường quay cho nhà mình. Đấy, xe bên em Trường bán đây là có cam kết bằng văn bản, không đâm ve, không ngập nước, máy móc nguyên rin. Đấy, bằng văn bản, chế độ bảo hành là từ 12 đến 18 tháng nha quý anh chị luôn. Đấy, đằng sau xe đây rất là đẹp, màu đồng ánh kim thì cái màu nó hơi đắt hơn một tí nha, màu bạc thì nó mềm hơn một tí. Có xe em Trường nói vậy. Mua được giá mềm thì em Trường để giá mềm, mua được giá nó tới thì em Trường cũng đang giá tới một chút nha quý anh chị, thông cảm cho em nha. Xe full đồ chơi, chiếc màu đồng ánh kim này em Trường hôm qua em Trường quay clip chi tiết nè, cả nhà vào kênh của em xem giùm nha. Hôm nay là clip báo giá thôi. Và nếu anh chị thích máy dầu thì có mẫu này Fortuner, thì Fortuner em Trường có hai màu, một mẫu nhân hai màu Fortuner đời 2009 phiên bản máy dầu số sàn động cơ tăng diesel, thì bên em chào bán với giá là 385 triệu nha, 385 triệu thôi cả nhà ơi, 385 triệu Fortuner số sàn máy dầu. Đấy, bên em Trường có hai màu, một là màu bạc, một là màu xám lông chuột. Đấy, quý anh chị cảm thấy hợp màu nào thì cứ xuống cửa hàng của em xem, để bên em có bớt có thương lượng luôn đấy anh chị ơi. Đấy, hai màu nha. Rồi, bên em nói chung đến với bên em là có nhiều sự lựa chọn lắm, phiên bản máy dầu động cơ turbo diesel chạy rất là ngon cả nha, tăng áp chạy sướng lắm. Đấy, 100 cây số tiêu hao tầm 6 lít dầu cho 100 cây số. Đấy, hai chiếc thì đồng đời đồng giá với nhau là 385. Đấy, đến xem xe mà vui vẻ thì khả năng bên em Trường còn bớt lọc lá cho quý anh chị từ 5 triệu đến 10 triệu thoải mái, cứ đến xem xe đi thì bên em Trường sẽ bớt cho. Đấy, đó là nói về cái dòng Fortuner. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ tiếp đến một cái mẫu cũng đồng anh kim từ 2017 nữa. Đấy, đồng anh kim thì 2017 thì bên em còn hai màu, đồng anh kim và màu bạc, màu trắng thì chỉ còn 2018 với 2019 nha. Đây, chiếc này 2017 luôn, giá nó cũng đồng đời cho con 78 kia, là với lại đồng đời cho con biển Sài Gòn đây, là ba con đồng anh kim này đồng giá là 455 bớt 5 là 450. Đấy, đồng anh kim 2017 bên em còn 5-6 con gì ạ. Đó là chỉ cái màu này thôi nha, chứ còn màu khác còn nữa đó. Đấy, full đồ chơi, lót sàn mạ chrome đầy đủ hết. Đấy, biển Sài Gòn thì đây, nói chung bên em là thượng vàng hạ cám, mẫu nào cũng có đây cả nhà ơi. Đấy, thích biển Sài Gòn có biển Sài Gòn, thích ủy quyền có ủy quyền, thích rút hồ sơ có hồ sơ. Bây giờ nhà nước mình đã bỏ cái luật mà từ tỉnh lên thành phố mất 20 triệu rồi, cho nên xe nào cũng như xe nào cả nhà. Đấy, cũng đồng đời 450. Rồi, nếu mà quý anh chị có quyết tài chính mà vừa hơn 200, có động vừa hơn 400 thì nếu mà tài chính mềm có con này là 435 màu bạc này nha quý anh chị. Đấy, 2017 màu bạc 435 triệu nha. Đấy, giá em khá là mềm, quý anh chị yên tâm luôn nè. 435 triệu thôi,
Tại vì đợt này em Trường mua được đổi xe được giá tốt thì em Trường đỡ giá tốt cho. Đấy, chỉ có 475 triệu thôi quý anh chị ơi. Xe quá đẹp luôn. Xe bên cam kết là không lỗi, không đâm đụng, không ngập nước. Tư nhân chính chủ nha. Nó không có những con xe taxi dịch vụ như cả nhà. Đấy, bao chết tới toàn quốc. Đấy, quý anh chị thích thì là hãng cùng em chết. Thích thì có thể dẫn theo thợ thầy. Nhưng mà thật dẫn theo những người thợ gọi là thực thụ nha. Đừng có dẫn theo mấy người tới xin tiền đồ là cũng không ra gì đâu. Đấy, mình cứ công tâm thôi. Nếu mà không tin tưởng cùng nhau ra phòng, ra hãng chết cho thoải mái nha. 435 triệu nha. Đấy, đây là 435. Còn một đồng anh Kim thì nó hơi cao tiền một tí. Tại vì sao? Tại vì cái màu đó là nhiều người thích cho nên em mua cao á, giá nó hơi cao. Đấy, 435, nếu mà vui vẻ bớt năm còn 430 thì quý anh chị xúc mẫu giùm em nha. Đấy, rồi quan tâm thì cứ alo số điện thoại em để trên bài đăng. Đấy, tại em không đọc số điện thoại ra là sẽ bị đánh sập kênh cả nhà. Em bị mất hết một kênh rồi. Rồi, số điện thoại em để trên bài đăng nha. Rồi, hẹn gặp lại quý anh chị vào những video clip sau. Nhớ follow kênh và đăng ký kênh nha.